Muốn đi đâu phải dễ, mình đã có kế hoạch hết rồi. Đầu tiên, mình sẽ chọn một quãng đường vắng vẻ và sẽ giả vờ hư xe. Hay là gọi cứu hộ nhá. Hay chị gọi đi. À đây, điện thoại đây. Sau đó, mình sẽ giả vờ gọi điện cho trung tâm sửa xe để kéo dài thời gian đợi trời tối. Alo, xe tôi đang bị chết máy. Địa chỉ ạ? Đây là giữa đường. Có núi này, có cát, có biển, có nắng, có gió nữa. Không khí thì rất là dễ chịu, thoải mái. Và rồi, khi nắng chiều buông xuống, bên bờ biển xanh cát trắng, biển đẹp cùng những con sóng phi rào, phi rào. Cái gì kia? Hình Đâu? như là con thuyền đúng không nhỉ? Đẹp quá. Wow. Lại còn có cả một đàn chim nữa kìa. Đẹp thật đấy. Đẹp giống như một bức tranh ấy. Ở Sài Gòn không có biển để mà ngắm đâu. Công nhận đấy, Sài Gòn làm gì có biển mà ngắm. Biển lại còn xanh nữa, to nữa, lại mạnh mẽ nữa. Tức cảnh sinh tình bên bờ biển sóng vỗ dập dìu. Và thế là từ giờ phút đó, mình trở thành bạn gái của Trương Lê Minh, là con dâu của tổng giám đốc tập đoàn Hermes. Suốt cuộc đời còn lại, mình sẽ sống trong nhung lụa, ăn tàn đời mạt kiếp mà không hết tiền. Này, chị không ăn nhanh lên, sếp Phong lại chửi cho đấy. Yến công nghệ trước khi ăn đi mà.